Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạn Computer. Đây sẽ là video đánh giá em Ryzen 5 1600 sau 1 năm sử dụng thì nó sẽ như thế nào. Và chúng ta sẽ đánh giá xem sau 1 năm sử dụng thì nó có còn đáng để lựa chọn khi mà Intel đang tăng giá như hiện nay không nhá. Khoảng tầm 1 năm trước khi mà Ryzen 5 1600 được ra mắt, nó phải nói là nó tạo ra một cơn bão rất là lớn ở trên thị trường CPU. Bởi vì những gì mà các bạn có được là nó quá rẻ so với mức giá mà nó phải bỏ ra. Nó khoảng tầm hơn 5 triệu. Các bạn đã có một CPU 6 x 12 luồng, các bạn có khả năng ép xung CPU, các bạn có khả năng ép xung RAM. Nói chung là nó hơn hẳn so với cả i5 Kaby Lake. Và nó chỉ có điều duy nhất nó cản trở người dùng đến với AMD, đấy chính là hiệu năng chơi game của AMD thời đấy nó chưa thực sự ngon như là Intel. Và nó cơn bão này nó phải càn quét cho đến lúc mà Intel cho ra mắt dòng Coffee Lake. Đấy chính là lúc mà i5 8400 được ra mắt là nó đã có 6 nhân và 6 luồng. Thì lúc này Ryzen 5 1600 nó mới gọi là hết hot. Bây giờ đã là 1 năm sau rồi, giá của Ryzen 5 1600 nó đã rẻ hơn. Nó chỉ còn tầm là 4 triệu rưỡi mà thôi. Còn i5 8400 nó lại đắt như chưa từng được đắt. Nó lên tận là gần 6 triệu. Thế nên bây giờ mà chúng ta đem so sánh Ryzen 5 1600 với cả i5 8400 thì có vẻ nó không hợp lý lắm nếu như xét về bài toán là kinh tế. Bởi vì người dùng thông thường họ sẽ nhìn vào mức giá trước khi nhìn vào cấu hình phần cứng. Lúc này các bạn thử nhìn qua i3 8100 xem, nó đã gần 4 triệu đồng mất rồi. Các bạn cứ thử bỏ qua hết tất cả những kiến thức về công nghệ sang một bên, các bạn đặt mình vào vị trí của một người dùng thông thường. Các bạn đang đi tìm một bộ CPU có mức giá khoảng tầm gần 4 triệu thì chắc chắn ngay ban đầu các bạn sẽ tìm lựa chọn đấy chính là một thương hiệu lớn nhất, đấy chính là Intel. Và lúc này các bạn sẽ có sự lựa chọn là i3 8100 và các bạn nhìn vào thông số các bạn thấy ồ, nó có 4 nhân 4 luồng thì ok, có vẻ như là nó cũng đã đủ với cả nhu cầu của mình rồi. Và bây giờ các bạn đi tìm một thương hiệu khác, các bạn tìm một bộ CPU tới một thương hiệu khác và có cùng mức giá như thế. Lúc này các bạn sẽ tìm được là Ryzen 5 1600. Bây giờ các bạn nhìn thấy nó có 4 triệu rưỡi thôi, nó chỉ đắt hơn có mấy trăm nghìn so với cả con i3 8100, nhưng nó có một thông số phần cứng phải nói là vượt trội, đấy chính là 6 x 12 luồng. Lúc này các bạn sẽ cân nhắc rất là cẩn thận. Thế nên là trong video này mình sẽ so sánh là Ryzen 5 1600 với cả i3 8100 và cho chúng đấu với nhau xem Ryzen 5 1600 nó có phải là tối ưu nhất tầm tiền hiện tại hay là không, và hiệu năng chơi game của nó sau 1 năm đã được cải tiến nhiều hay là chưa. Điểm qua về mặt thông số, các bạn có thể thấy là Ryzen 5 1600 nó vượt trội hoàn toàn so với đối thủ nhà Intel. Về lượng nhân và luồng, nó tương đương với cả i7 8700K. Thế nên các bạn hãy cứ yên tâm với những tác vụ liên quan về render hình ảnh các thứ, nó sẽ làm rất tốt. Chỉ riêng phần bộ phần mềm Adobe ra, bởi vì riêng Adobe Intel nó lại làm tốt hơn. Nhưng AMD có một điểm yếu là xung nhịp khá thấp, nếu các bạn muốn nó có xung nhịp cao hơn thì các bạn sẽ phải ép xung nó lên. Mà ép xung với cả AMD trước đây các bạn có thể thấy là nó để lên được 4.0GHz là rất khó. Kiểu như hên xui thì các bạn mới có thể lên được. Bây giờ mình test lại thì nó vẫn khó như vậy, nhưng mà khi mình đẩy lên 3.8GHz thì nó lại khá dễ. Với mức VCore mà mình đạt được ấy, thậm chí nó còn chưa đến 1.3V. Trước đây mình toàn phải để ngoài 1.3 mấy thôi. Và ngoài ra việc ép xung RAM bây giờ nó cũng đã đơn giản hơn. Hồi trước mình đẩy lên 3200MHz phải nói là nó quá là khó, và 3000MHz thì cũng không đơn giản một chút nào. Nhưng bây giờ không hiểu sao khi mình ướm thử thông số đại trà của bớt 3200MHz là CAT 16, 18, 18, 35 thì nó được luôn, và mình test qua SuperPi thì nó cũng qua luôn, phải nói nó khá là đơn giản. Có vẻ như với mấy phiên bản BIOS sau này thì AMD đã fix lại khả năng ép xung của AMD Ryzen lên rất là nhiều, bởi vì mình cảm giác là nó ổn định hơn trước đây mình dùng khá là nhiều đấy. Và nếu như các bạn nào đang có ý định là ép xung AMD Ryzen thì các bạn hãy nhớ cho mình, đấy chính là ưu tiên ép xung RAM trước. Bởi vì như mình nhận thấy, đấy chính là khi các bạn đẩy bớt RAM lên thì nó cũng đã tăng cho các bạn từ 10 cho đến 15% hiệu năng rồi. Về việc ép xung nói đi thì cũng phải nói lại, đấy chính là nếu như bây giờ các bạn muốn mua một cái main ép xung ổn định con Ryzen 5 1600, các bạn phải từ là B350 trở lên, và mức giá của nó rẻ nhất chắc là khoảng tầm 2.5 triệu. Thế nên là nó sẽ bị đội giá lên khá nhiều so với cả combo là i3 8100 và main B360. Với i3 8100 các bạn chỉ cần một bom mạch chủ là B360 bất kỳ là các bạn đã có thể chạy tốt rồi, mà các bạn không cần phải đau đầu về việc ép xung hay là tối ưu hóa các thứ, mà các bạn chỉ cần cắm vào là chạy thôi. Để các bạn có thể thấy được hiệu quả của AMD sau khi ép xung là như thế nào, các bạn có thể tham khảo qua một số bài test của mình. Đầu tiên với bài test nhẹ nhàng nhất là Cinebench R15, chúng ta sẽ bỏ qua luôn điểm số của i3 8100 bởi vì nó chỉ có 4 nhân và 4 luồng, chắc chắn sẽ không có cửa để mà so. Nếu như các bạn thấy thì hiệu năng lúc ép xung của các bạn đã tăng lên khoảng 11% lúc ép xung cả CPU và RAM, và nó gấp đôi điểm số của i3 8100. Nhưng đấy chỉ là điểm đa nhân, còn đơn nhân nó lại là một chuyện khác. Bởi vì dù mình đã ép xung lên 3.8GHz ở Ryzen 5 1600 thì hiệu năng đơn nhân của nó vẫn chưa bằng i3 8100. Và các bạn có thể thấy là hiệu năng đơn nhân của Intel là quá mạnh, kể cả là dòng vi xử lý bình dân. Chuyển qua bài test render bằng V-Ray, một lần nữa AMD lại cho thấy sức mạnh đa nhân rất tốt của mình.
nó đập chết luôn i3-8100. Và trong tầm giá như thế này, nếu như các bạn mua CPU về để render hình ảnh 3D các thứ ấy, thì đây sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Và để các bạn thấy được là Ryzen 5 1600 render hình ảnh 3D tốt như thế nào, thì một lần nữa các bạn hãy xem qua bài test là Blender. Thời gian render của nó nhanh gấp đôi i3-8100 và kể cả i5-8400 có vào đây đánh nhau nữa ấy, thì cũng chưa chắc đã thắng. Sau những bài test vừa rồi của mình thì các bạn có thể thấy là với Ryzen 5 1600 nó đáp ứng quá là tốt cho những bạn nào đang là sinh viên theo học khối ngành là xây dựng hoặc là kiến trúc. Các bạn đang sử dụng bộ phần mềm là 3ds Max là chính thì Ryzen 5 1600 nó rất là đáng để cho các bạn lựa chọn trong tầm giá là khoảng tầm 4,5 triệu. Còn nếu như bạn nào mà sử dụng bộ phần mềm Adobe là chính ấy, thì tốt nhất là cứ lựa chọn Intel. Bởi vì dù sao thì với bộ phần mềm Adobe, Intel vẫn đáp ứng tốt hơn là AMD. Và nếu như bạn nào mà có thể tích góp lên là chọn i5-8400 thì sẽ là tốt hơn rất là nhiều. Bởi vì lúc các bạn dùng i5-8400 các bạn sẽ import file nhanh hơn, các bạn vẽ nhanh hơn, các bạn render các thứ nó cũng nhanh hơn. Thế nên là với bộ phần mềm Adobe thì cứ ưu tiên Intel cho mình. Sau đây mình sẽ có một bảng so sánh về thời gian xử lý hình ảnh ở trong Photoshop. Nó sẽ là càng thấp là càng tốt. Và các bạn có thể thấy là Ryzen 5 1600 kể cả lúc đã OC lên rồi thì cũng không bằng được i3-8100 chứ chưa nói gì đến là i5-8400. Chuyển qua chơi game thì sao? Từ trước đến nay AMD luôn có hiệu năng chơi game không tốt bằng Intel. Nhưng mà bây giờ kết quả của nó có khá hơn hay là không? Chúng ta sẽ cùng test thử. Đầu tiên với cả PUBG, các bạn có thể thấy ngay là mặc dù chỉ là i3-8100 nhưng nó cũng đã có hiệu năng chơi game rất tốt và tốt hơn so với cả Ryzen 5 1600 khi chạy ở thiết lập mặc định khá là nhiều. Chỉ khi mình ép xung con R5 1600 thì nó mới có thể qua mặt được i3. Nói chung hiệu năng chơi game mà AMD làm được như thế này mình cũng đã có thể coi nó là khá rồi. Chúng ta không thể nào đòi hỏi nhiều hơn nữa ở AMD ở việc chơi game. Ở đây mình đang test cả hai CPU này là ở trên GTX 1080T nhá. Nó không hề có một hiện tượng gọi là nghẽn cổ chai gì hết. Nó chạy phà phà, rất mượt, không có bất kỳ hiện tượng gì gọi là khó chịu xảy ra. Thế nên là sau này các bạn có nâng cấp i3-8100 hoặc là Ryzen 5 1600 lên 1080Ti ấy, thì hãy cứ yên tâm sử dụng đi, không sao hết. Tiếp tục với cả CSGO, một tựa game eSports mà yêu cầu FPS lúc nào của nó cũng phải là vài trăm. Và nó là một cực hình đối với cả những cấu hình AMD. Bởi vì hiệu năng đơn nhân của nó thấp thì nên sẽ rất khó để có thể đẩy được FPS lên cao. Và chính xác là như vậy, kết quả là Ryzen 5 1600 thua đứt hơi so với cả i3-8100. Kể cả mình đã ép xung lên thì nó cũng chỉ cải thiện được một chút mà thôi, chứ không phải là nhiều. Nếu như bạn nào đang chơi CSGO ở trên màn là 240Hz thì mình nghĩ là nên tránh xa AMD. Với Far Cry 5, một lần nữa các bạn có thể thấy là nếu như không ép xung thì hiệu năng chơi game của Ryzen 5 1600 khá là tệ. Và khi ép xung lên thì nó sẽ được cải thiện hơn khá là nhiều và nó cũng chưa bằng được i3-8100. Chuyển qua một tựa game offline siêu nặng luôn, đấy chính là Final Fantasy 15. Biết đâu với những tựa game siêu nặng như thế này, AMD lại làm mình kỳ tích. Và kết quả sau bài benchmark thì mình nghĩ nó là quá là ổn cho đội Ryzen 5 1600 rồi. Bởi vì sau khi ép xung thì nó sẽ là tương đương với cả i3-8100, còn chưa ép xung thì nó sẽ yếu hơn một chút. Mình nghĩ để có một hiệu năng làm việc tốt mà đánh đổi một chút hiệu năng chơi game thì cũng chả sao. Đối với những người cần làm việc nhiều thì việc chơi game nó cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Còn nói một cách công bằng thì Ryzen 5 1600 khi ép xung lên thì nó có cải thiện hiệu năng chơi game nhưng mà vẫn chưa bằng được khi so sánh với cả Intel. Sau những bài test vừa rồi của mình thì các bạn thấy là Ryzen 5 1600 nó có còn mạnh ở thời điểm hiện tại hay là không? Mình nghĩ là nó vẫn còn rất là mạnh ở thời điểm hiện tại, bởi vì với tầm giá là 4,5 triệu, các bạn không thể nào tìm được một con CPU nào mà có thể làm được việc tốt như là con Ryzen 5 1600 nữa. Bởi vì nếu như bạn nào đang là một sinh viên ngành kiến trúc, ngành xây dựng, các bạn sử dụng bộ phần mềm là 3ds Max là chính, thì thực sự là Ryzen 5 1600 nó quá là ổn và nó giúp các bạn có thể vừa render được, các bạn vừa có thể dựng được. Nếu như các bạn mà đang cần dựng nữa ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên ép xung nó lên một chút, bởi vì mức xung gốc là 3.2GHz khá là thấp để cho các bạn dựng hình. Còn nếu như bạn nào mà chơi game các thứ thì mình nghĩ là Intel vẫn đang làm tốt hơn rất là nhiều. Kể cả với là i3-8100 thì việc chơi game của nó vẫn tốt hơn là so với cả Ryzen 5 1600. Vậy ý kiến của bạn như nào? Hãy comment phía bên dưới nhá. Và hãy comment xem là Ryzen 5 1600 hiện tại các bạn có muốn lựa chọn nó hay là không, thì hãy comment phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.